Chào các bạn, tin nhanh 24/7. Chính thức Honda ra mắt chiếc XADV mới, tay ra Opera 750cc. Honda XADV 2017 là bản thương mại hóa mẫu Combat City Adventure, đã được Honda trình làng một năm trước tại EICMA 2015 và cũng đã xuất hiện tại triển lãm xe máy Honda Việt Nam hồi đầu năm nay. Triết lý phát triển chiếc XADV của chúng tôi là rất đơn giản, đi là phải vui, và chúng tôi muốn tạo ra một chiếc xe mang tinh thần siêu phiêu lưu khám phá từ cổ hủ. Đồng thời chúng tôi cần một chiếc XADV phải thực dụng để di chuyển hàng ngày trong thành thị, tiện ích và dễ sử dụng hơn. Chia sẻ của ông Misuka, trưởng dự án Honda XADV 2017. Trên thực tế, chiếc xe phát triển dựa trên nhiều kinh nghiệm mà Honda đã tích lũy từ xe phân khúc địa hình, như mẫu xe điển hình như CAF 450, CAF 1000L. Phát triển phân khúc xe tay ga Coaster hoàn toàn mới, và có thể tạm gọi là Coaster Crossover, Honda cho thấy khả năng sáng tạo cũng như những tiên phong trên thị trường. Không những chiếc xe tay ga vận hành tốt ở nội thành mà những con đường cao tốc, XADV còn có khả năng vận hành tốt những đường đá siêu việt. Chiếc xe sử dụng khung sườn bằng thép ống mới, có trục cơ sở dài 1590mm, góc lái 39 độ, bán kính vòng quay 2,8m, độ cao yên người ngồi 820mm, biên độ quay tay lái rộng 910, tạo ra tư thế ngồi thẳng đứng, góc nhìn bao quát xung quanh, hệ thống giảm xóc biên độ dao động 153,5mm ở phục trước và 150mm ở phục sau, kết hợp khoảng sáng gầm 126mm. XADV có trọng lượng 238kg. Trái tim và sức mạnh chiếc xế bao gồm động cơ 2 xi lanh song song SOC 8 van 745cc làm mát bằng chất lỏng. Động cơ tạo ra công suất 54 mã lực tại 6.200 vòng phút, mô men xoắn cực đại 68Nm tại 7.500 vòng phút. Honda XADV sử dụng hộp số ly kép để đem lại tính năng vận hành linh hoạt. Hệ thống gồm hai đĩa ly hợp, một đĩa đảm nhận nhiệm vụ khởi động cho cấp số 135 và đĩa thứ hai đảm nhiệm cho cấp số 246. Mỗi đĩa ly hợp điều khiển độc lập cơ cấu điện thủy lực, hộp số DCT, hai chế độ tự động DVS, một chế độ sang số tay MTMOS, chế độ thể thao XMOS, chế độ đặc biệt xuống vòng tô cao hơn chế độ DSMOS. Honda XADV 2017 có 4 phiên bản tiêu chuẩn, bao gồm 2 phiên bản tiêu chuẩn, 2 phiên bản đặc biệt. Và sau đây là thông số kỹ thuật Honda XADV 2017. Động cơ L2 SOC làm mát bằng chất lỏng. Dung tích động cơ 745cc. Số van và xi lanh 4. Tỷ số nén 10.7/1. Dung tích dầu bôi trơn 1.4 lít. Dung tích bình xăng 13.1 lít. Khởi động điện, ly hợp ước đa đĩa thủy lực, ly hợp ước đa đĩa thủy lực cộng với DTC, kiểu hộp số 6 tốc độ, dẫn động cuối xích, kiểu ống thả ống thép bằng kim loại, trục cơ sở 1590mm, kích thước dài nhân rộng nhân cao 2245 nhân cho 910 nhân 1375mm, trọng lượng 235kg, bán kính vòng quay 28m. Lớp trước 120/70R17, lớp sau 160/70R15, phanh đĩa kép trước và sau, đĩa đơn ABS 2 kênh. Cảm ơn các bạn hãy vào clip này, hẹn lại clip kế tiếp, nhớ like hoặc share nhé, subscribe.